Mình xin thân chào anh em nha. Chào mọi người đã một lần nữa trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì anh em ơi, tiếp tục với là một cái video clip mình sẽ đó là review các món đồ mua ve chai. Thì ngày hôm qua là mình có đi ve chai mua được một vài món đồ nha. Hôm nay mình sẽ review các món đồ này để cho anh em xem coi mình mua được những gì. Thì trước khi đi vào video thì mình xin nói luôn, tất cả các món đồ này thì mình mua với giá nó là 30k nha anh em. Tất cả này luôn là mình mua 30k. Như vậy là 30k này thì anh em thấy là mình có mua được những gì không nha. Thì xin mời tất cả mọi người của anh em hãy theo dõi clip của mình nha. Thì anh em ơi, thì trên bàn mình đây thì mình mua được như thế này nè anh em. Đầu tiên mình mua được một cái đồng hồ nè anh em. Cái đồng hồ là bình thường thôi nhưng mà nó còn quay luôn nha. Ngày qua nay mình để thì nó cũng đúng giờ luôn anh em. Hiện giờ đồng hồ mình nè, đó là 9 giờ rưỡi nha. Thì bây giờ đồng hồ nó chạy 9 giờ rưỡi luôn, đúng luôn nha. Thì mình vào dây chai thì mình thấy cái đồng hồ này ha. Rồi mình sau đó là không có chạy. Mình lấy một cái viên pin mình gắn vào đó. Thì đến bây giờ thì nó vẫn chạy bình thường nha. Chứng tỏ là đồng hồ này còn xài được nha anh em. Ở phía dưới nó nè anh em thấy nè. Đó, lại có một số anh em là vô bình luận đó, mình đem đồ nhà ra mình quay nó nè. Không có đâu nha, không ai mà rảnh rỗi như anh em suy nghĩ đâu. Mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Một cái đồng hồ nha nè, được cái đồng hồ. Tiếp theo nữa là mình mua được một cái những cái thiết bị lạ lạ. Chẳng hạn như mua được một cái này là cái ổ điện Leo nè anh em. Không biết là còn xài được không ha. Nhưng mà đa số là cái này là còn xài được anh em. Ốc vít nó thấy nó cũng còn mới cáo luôn nè. Đó, công tắc nữa nè, hiệu Leo đàng hoàng nha. Nhưng mà người ta đã chặt đứt cái cọng dây, còn chừa lại đoạn cho mình. Người này cũng có tâm nha. Chặt như kiểu này thì mình về mình nối lại được nha. Mình thêm cọng dây vô là mình được ổ điện xịn sò hình con bò Leo đàng hoàng nha. Cái này mà anh em mua trên mạng thì nó cũng là, mình ra tiệm mình mua nó cũng 30-40 ngàn anh em, chứ không có rẻ đâu, không có dưới đâu. Cái nhãn hiệu Leo này nè, ổ điện thường còn 50 ngàn nữa, không chi ngày này. À, dùng ga của nó là 6A nha, tối đa 6A. Được một cái ổ điện nha. Rồi review tất cả các món đồ mình để bên đây nha. Có bóng đèn, có này kia nọ. Tiếp theo nữa là một cái chu điện ấy, cũng là một ổ ghim nữa nè anh em. Ổ ghim 16A 250 đó là ấy nè. Đây nè. 16A 250V. Cái này là người ta làm ở công trình hay gì đó, ta cắt hai cọng dây nè, hai cọng dây điện chà bá luôn nè, anh em thấy không? Đó, hai cọng dây điện chà bá luôn. Mấy cái này thì mua nó cũng tốn tiền lắm nha anh em. Mình gặp thì mình lấy đi. Cái này là của đó là Panasonic hả? Dịp ban xong, hiệu ban xong vậy đó. Tiếp theo là mình review các món đồ nhỏ nhỏ trước nha, đồ điện trước đi. Đây, được một cái công tắc và một cái đuôi đèn nữa nè nè. Công tắc với cái đuôi đèn đó. Tắt nó bóc cốc cốc luôn ha. Đuôi đèn, đuôi đèn này người ta có ghi cái giá luôn là 6.000 đồng nè. Đuôi đèn này còn mới ton luôn á anh em, thêm đường khúc dây điện này nữa, mới ton luôn. Mình được một cái đó là một cái bộ máy của đồng hồ nha anh em, bộ máy của cái đồng hồ treo tường này nè, bộ máy đồng hồ này nè. Mình đi chai thì thường mình thường gặp mấy này là mình hay lụm lắm, lụm về đặng mà sau này đồng hồ mình có hư thì mình thay thôi. Bây giờ mình lấy cục pin mình thử coi nó còn chạy không nha anh em. Nè, có cục pin rồi nè, mình gắn vô luôn. Nó còn quay anh em ơi, còn quay nha. Không biết anh em có nghe được cái âm thanh đó không à. Nhưng mà nó còn hoạt động. Nó còn hoạt động bình thường anh em. Bộ máy này thì mình mua về như vậy đó, để sau này mình có cái đồng hồ nào hư mình thay vô nha. Để cũng nhiều, nhà mình cũng nhiều cái bộ máy này lắm rồi. Nhưng mà đi ra chai thì mình gặp thì mình cứ lụm đi, niềm đam mê bất tận. Rồi tiếp theo mình mua được một cái này là không biết cái gì nữa nè. Cái này là cái gì thì mình cũng không biết luôn nữa. Ở đây nó có cái chỗ mà để pin vô nè, để hai viên pin vô, mình kiếm hai viên pin để vô thử nha nè. Đây mình có pin nè, pin này mình cũng đi mua dây chai mình gặp thì mình lụm nè nè. Đó, được vô đây nè. Rồi mình sẽ gắn hai viên pin vô.
Cái đèn nó sáng là nó chớp nè anh em. Đèn này có công dụng là gì anh em? Cái này nhặn xuống được. Thế nó nhặn xuống được nè, mà sao mà nó sáng cái này không à? Này là cái chuông hay gì ta? Không biết là làm cái gì nữa. Cái này nó có cái lo nè. Lo chỗ này chắc là cái chuông hay gì rồi. Cái này nhặn vô cái chuông cửa giờ nhặn vô kêu tan tan mà cái này không có kêu rồi. Không có kêu rồi. Đâu mình thử mình tháo bên trong nó ra coi nó là sao ta. Anh em chờ chút nha, mình tháo ra luôn nha. Tháo thử nó ra coi cái là nó là gì bên trong. Đồ dây chai mà được thì mình xài, không được thì mình giục nữa. Cái quan điểm của mình là vậy đó anh em. Chỗ này nó gãy rồi. Bên trong nó là gì nữa anh em? Không có cái chỗ này là cái gì nữa nè. Cái chỗ này không có gì trơn á. Nó chỉ là vậy thôi. Nhặn nó xuống là mấy cái lò xo này nhặn không biết làm gì nữa. Cấu tạo của nó thì nó cù bắp lắm, nó cứ có bình thường gì anh em, không có gì hết trơn. Cái này là cái đèn gì không biết luôn nữa. Anh em biết cái này cái là cái gì anh em bình luận bên dưới giùm mình nha. Chứ mình cũng không biết nó là gì luôn nữa. Bỏ qua bên luôn đi. Rồi tiếp theo mình mua được mấy món đồ chơi của con nít nè mà anh em. Còn thấy đã lắm, mới cáo luôn nè. Hình con này mặt đẹp với răng nó mỏ mình luôn nè. Con sư tỷ nè. Sư tỷ rồi nè ha. Món đồ chơi. Chạy đi gặp thì cứ lụm đi. Rồi mình mua được mấy cái củ sạc rồi nè. Hai cái củ sạc hay gì á. Nhớ là mua được hai củ sạc á. Biết còn đâu à. Đây củ sạc nè. Ốp bồ gì nó xét nè. Đấy. Rồi mình mua được một cái này là cái đế đựng pin nè. Đế đựng pin 18650 á nè. Cái này mua trên mạng cũng cả chục ngàn á. Rồi mình mua được mấy cái này nè. Ba cái. Ba cái này là cái gì mình cũng không biết luôn đó, nhưng mà mình thấy gì nè. Nó có nhất là nó có cái móc này nè, kéo ra được nè, kéo ra được nè. Mình khi mình nhận cái này thì nó sẽ nhảy, nó sẽ chạy, nó đảo vô lại. Đó. Nhận mấy ngày thì nó sẽ đảo vô. Chắc là bên trong nó có lò xo đó. Đó. Kéo ra buông nè, đó, anh em thấy nè. Buông này ra thì kéo ra thì nó được. Cái này giống như dây phơi đồ vậy. À dạ, đào tài quá. Giờ mình mua được 3 cái nha anh em. 3 cái. Mua được một cái đồng hồ ha. Đồng hồ này nhìn thấy ghế lộn cái điện thoại. Điện thoại này nhìn thấy gớm chết đi được á. Giờ giấy quá. Cậy đi. Mua được một cái một cái cục sạc Nokia nha anh em. Cục sạc Nokia. Dùng điện ra đó là 5V 800mAh. Rồi được mấy cái cọng dây sạc nữa nè anh em. Đóng dây sạc luôn. Đóng dây sạc. Dây sạc nha. Rồi thêm cái này nữa nè. Cái này là cái gì? Cái này là cái đồ mà mình đạp nhàn xuống nè anh em. Giống như cái công tắc đạp bằng chân vậy đó. Nó có cái rắc này nè. Biết để làm gì nữa. Này đạp nè. Một cái driver led nè anh em. Led driver. Một cái led driver. Dòng điện ra của nó là input output từ 24 đến 72V. Giữ gì rồi. Driver led từ 24 đến 72V. Đầu ra nó nè. Điện vô. Điện vô. Cái này điện ra. Mình mua được hai cái này là hai cái gì mình cũng không biết luôn nữa. Hai cái này mà mình thấy là thường người ta để trên sông, người ta treo trên sông hoặc là để trong cái mấy cái đống cát ở ngoài đường á. Đèn cảnh báo, đèn cảnh báo. Hai cái luôn. Không biết nó còn xài được hay là không, nhưng mà mình gặp mình cứ lụm đi, để đi, vì từ từ mình ấy. Mua được ba cái bóng đèn anh em. Ba cái bóng đèn. Ba cái bóng đèn tròn nha, ba cái bóng đèn led. Ba bóng đèn led.
ba trong ba cái bóng đèn led này thì mình có tháo ra mình coi nè. Bóng đèn led này thì nó đã cháy led nha anh em, cháy con led chỗ này nè, anh em thấy không, cháy nè, ngay cả cháy chỗ này nữa gì nè, đen tùm lum hết trơn á. Bóng đèn led này thì nó cũng cháy nữa anh em, cháy người ta mới bỏ nè, bể nè, cháy gì nè, còn mới cáo luôn. Nhưng mà riêng cái bóng đèn này á thì mình có mở ra mình coi là nó không thấy cháy cái gì luôn nha, không có bóng đèn nào bị nổ bị cháy chứ, mà cái mạch led còn mới ton luôn. Cái này là người ta sử dụng led đó là 2835 nha, hai bóng trên 30 11C, có nghĩa là hai con mắt song song nối tiếp với 31 con còn lại, mà có 31 cặp nối tiếp, vậy là bóng đèn này là nó có 62 con led, 2 4 6 7 8 9 10, này là số 6 mấy con led luôn. Bóng đèn này là nó để là 28W nè. Giờ mình sẽ test thử bóng đèn này nha anh em. Hai bóng đèn này mình chắc chắn là nó không có sáng rồi. Rồi mình lấy cái bảng điện ra nè, mình test luôn. Đây, test luôn nha. Test luôn cho nó nóng. Đó anh em thấy sáng này không? Mình đoán đâu có sai. Bóng đèn còn mới ton luôn. 28W nha. Và trên cái đồng hồ đó công suất của mình đã để là 26W nha. Là đúng luôn á. Bóng đèn này là mình thấy là đúng công suất, còn mới luôn nha. Đi mua dây chai thì được những cái bóng đỏ thì nó cũng ok lắm nha. Rồi tiếp theo đó là mình, và cái cuối cùng đó là mình mua được một cái thanh led nè em. Một cái máng led nè. Cái máng này giống máng cắm lợn đó. Đó, nó người ta cái đứt chập đứt cọng dây nó mất tiêu rồi. Đứt cọng dây nó rồi. Thì cái này là xài điện 220 nha. Ở đây nó để nè, 23W. Dòng điện vào đó là 256V, từ 130 tới 265V. Sản xuất là năm 2015. Đó. Thì mình đi ra chai thì có mua được bao nhiêu cái món đồ đó thì mình xin chia sẻ để tất cả mọi người có nhiều niềm đam mê thì giống như mình đó thì xem cho đỡ buồn nha. Những cái này thì nó không có giá trị gì nhiều đâu ha. Thì chủ yếu là mua cho vui thôi, rồi chia sẻ với nhau thôi nha. Đi tuy nhiên trong cái đám dây chai này có những cái món đồ chúng ta vẫn sử dụng được nha anh em. Chẳng hạn như là mình thấy là cái bóng đèn đó là ok đó. Thì mấy cái bạn mang thì mấy cái này nè. Thì cái ổ cắm Leo này thì khỏi phải bàn nè anh em. Đó, cái đồng hồ nữa nè. Ba cái linh tinh này thì lấy cho vui thôi ha. Thì rồi. Thì video của mình đến đây xin tạm dừng nha. Nếu như anh em cảm thấy hay đừng ngần ngại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, cũng như đó là chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Mình xin chân thành cảm ơn thôi. Bây giờ mình xin thân chào anh em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.